kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hát trên những xác người. Bài viết được đăng trên trang Facebook Nguyễn Tiến Trường. Tôi phải thốt lên như thế về nhà hát sao hưởng thủ thiêm mà Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua. Khi cái nhà hát đó mọc lên trên nền đất của nhân dân hôm qua, có người chết tức tưởi, có người sống còn không bằng chết, có những giọt nước mắt đoạn trường, những thân phận rách nát chưa thấy ánh sáng một bầu oán khí ngút trời như vậy, thành phố kiên quyết làm nhà hát giao hưởng là nhảy múa trên nước mắt của nhân dân, là hoan ca trên những xác người. Nếu có một công trình ở Thủ Thiêm, đó phải là một tòa bảo tàng oan dân, ghi lại sự bảo tàn của cường quyền phe nhóm đoạn đầy nhân dân đến khốc hại, đến từng cái bàn thờ bia mộ, đến loài vật cũng chu lên, bao nhiêu tiếng oán than. Bà quyết tâm nói xây dựng nhà hát là bức bách và vì dân, thưa bà dân cần là bớt kẹt xe, thôi ngập nước, là bệnh viện mỗi người một giường, cần lãnh đạo biết nhìn xuống thân phận lấm lem của họ chứ không phải là đem những phồn hoa giả tạo xứ người về đặt trên lưng của nhân dân nói về văn hóa không phải tất cả những thành phố lớn trên thế giới đều có nhà hát giao hưởng ngay cả lãnh đạo việt nam cũng chưa chắc đã biết nghe giao hưởng như thế nào đừng mớm vào miệng người dân những cái thứ mà họ chưa bao giờ được nghe đến 1,5 tỷ cho 1.700 chỗ ngồi. Nếu không có nhu cầu thật, ai sẽ chịu trách nhiệm? Lãnh đạo lúc đó có bằng lòng ngồi cạnh những hồn ma vết vượng ở Thủ Thiêm bên trong nhà hát hay không? Bà nhìn thấy nhu cầu của dân lúc nào, thưa bà Tâm. Gần hai chục năm nay, nhân dân Thủ Thiêm sống khốn, sống nạn. Cách ủy ban nhân dân thành phố có 1,5 km mà có ai nhìn thấy, để oán khí ngút trời, rồi xây nhà hát nhạc Tây vì họ. Dân cần lẽ phải chứ không cần mua vui. Phải bao nhiêu vất vả cay cực mới chống thăm những lợi ích nhóm. Mảnh đất Lê Duẩn mới thu về hôm qua. Hôm nay các ông bà đã bán để tìm cách lấy 1,5 tỷ xài. Để tìm cách lấy 1.500 tỷ tiêu xài. Các ông bà có nghĩ cho đồng chí của mình hay không? Vấn đề cấp bách ư? Vấn đề cấp bách là oan sân vẫn chưa có nơi bấu víu. Kẻ gây tội vẫn chưa phải trả giá. Xây cấp bách một cái nhà hát sang chảnh sẽ giải quyết được oán khí thủ thiêm ư dân đợi đằng đằng hai chục năm mới được kêu gào. Các vị không thể đợi thêm một năm, sợ làm sang không kịp hay sao? Cuối cùng thì nhân dân có tội gì với lãnh đạo mà đến tận cảm xúc cũng bị ức hiếp đọa đầy thế này. Không lẽ thành phố xây nhà hát để cầm tù luôn linh hồn người dân đang sống? Cuối cùng cũng phải có ai đó từ bi với dân một chút chứ. Có ai đó ngó xuống, cứu ly dân thủ thiêm, thương người dân Sài Gòn với chứ. Sao lại tàn ác với dân đến vậy? Trời ơi là trời! Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Có gì bên trong khu đất dự tính xây nhà hát 1.500 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh? Bài viết được đăng trên trang VTC News. Khu đất dự tính xây nhà hát 1.500 tỷ đồng nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện xung quanh địa điểm này là những công trình lớn của thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng như nhà triển lãm, cầu Thủ Thiêm 2, Khu vực dự định xây nhà hát sẽ đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng. Nhà hát được xây dựng bên cạnh dự án nhà triển lãm thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được thi công. Ngoài ra, bên cạnh là các quần thể giáo sứ Thủ Thiêm, dòng mến thánh giá Thủ Thiêm, nơi có tuổi đời gần 180 năm. Hiện tại, bãi đất này vẫn đang là vùng đất trống, nhiều cây cối và cỏ dại. Từ đây có thể quan sát được tòa nhà 81 tầng cao nhất Sài Gòn. Bên kia sông là trung tâm quận 1 và bến nhà rồng. Gần khu vực dự định xây nhà hát là công trình thi công cầu thủ Thiêm 2 cũng đang được xây dựng. Hiện công trình vẫn đang trong thời gian hoàn thành để phục vụ việc nối giao thông giữa trung tâm quận 1 và quận 2. Nếu nhà hát được xây dựng và hoàn thành, khu vực này sẽ là nơi phát triển bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Quá nóng vội thông qua chủ trương đầu tư nhà hát 1.500 tỷ đồng bài viết được đăng trên trang Vietnamnet. Chuyên gia quy hoạch và kiến trúc Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh đã quá nóng vội khi thông qua chủ trương đầu tư nhà hát 1.500 tỷ đồng. Trao đổi thẳng thắn với Vietnamnet ngày hôm nay, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết, quan điểm cá nhân ông không phản đối việc thành phố xây dựng nhà hát mang tầm cỡ quốc tế, nhưng xây dựng trong thời điểm hiện nay là không phù hợp. Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, tổng kinh phí dự trù hơn 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1. Để làm nhà hát là số tiền không phải ít. Ông cũng đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả, mức độ cấp thiết của công trình đã được tính đến chưa. Như tôi biết, hiện nay thành phố đang gặp khó khăn trong nguồn vốn từ ngân sách trong khi đó nhiều dự án dân sinh cấp thiết hàng đầu như xây dựng hạ tầng giao thông đô thị các dự án chống ngập đang thiếu vốn trầm trọng chưa kể y tế giáo dục nhiều nơi còn thiếu chưa đạt chuẩn ông sơn thẳng thắn qua đó vị chuyên gia quy hoạch này cho rằng thành phố đã quá nóng vội khi thông qua chủ trương đầu tư dự án công trình nhà hát giao hưởng nhà vũ kịch thủ thiêm hiện công năng hiệu quả của nhiều nhà hát tại thành phố vẫn chưa khai thác hết và các công trình xuống cấp có thể cải tạo nâng cấp được Thành phố hiện nay chưa có một nhà hát nào đạt chuẩn quốc tế. Việc xây dựng nhà hát tầm cỡ là cần, nhưng chưa nhất thiết phải làm sớm, làm gấp như vậy, ông Sơn nhấn mạnh. Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, quy mô nhà hát 1.700 chỗ ở khu đất hẹp là không đúng tầm với thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh cần diện tích từ 2 đến 3 hecta trở lên, tạo thành khu biểu diễn nghệ thuật cao cấp. Có cả trong nhà, ngoài trời, có đủ các bộ môn nghệ thuật biểu diễn, nên trang thành phố cần cân nhắc lại quy hoạch để có quần thể nhà hát đa năng. bên cạnh đó, vị chuyên gia này cho rằng vị trí được đề xuất xây dựng nhà hát tọa lạc ở khu đô thị thủ thiêm hiện nay cơ sở hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện, do vậy tính hiệu quả sẽ chưa cao. tôi nghĩ việc cần thiết bây giờ là thành phố nên đầu tư chỉnh trang dọc khai bờ sông sài gòn, phát triển đại lộ ven sông để nâng tầm phát triển khu đô thị thủ thiêm khi đô thị này phát triển ở một tầm cao mới. Lúc đó việc xây dựng nhà hát tầm cỡ cũng không là muộn. Ngoài ra, khu đô thị Thủ Thiêm phát triển thì việc đầu tư nhà hát cũng dễ dàng vì có thể kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp chứ không nhất thiết phải sử dụng vốn từ ngân sách. Tiến sĩ Ngô Việt Nam Sơn đề xuất giải pháp. Đồng quan điểm, tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh hiện đại, là đầu mối sơ lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và nhiều giá trị khác nên rất cần một công trình văn hóa xứng tầm. Tôi đồng ý với quan điểm, chủ trương của thành phố là cần có một công trình nghệ thuật tầm cỡ là niềm mong ước bao nhiêu năm để nâng cao trình độ thẩm mỹ của người dân thành phố, tiến sĩ Võ Kim Cương nhìn nhận. Tuy nhiên, chuyên gia băn khoăn với điều kiện ngân sách hiện nay, việc chi hơn 1.500 tỷ đồng để xây nhà hát là chưa cần thiết và nên dành cho các công trình xây dựng phục vụ đời sống dân sinh người dân thành phố như chống ngập, chống tắc nghẽn giao thông ngoài ra có thể huy động nguồn vốn từ xã hội hóa thay vì phải sử dụng nguồn vốn từ ngân sách như hiện nay